Hello anh em nha. Nay xin giới thiệu với anh em một con hàng cực kỳ đẹp luôn, Z3 2017 nha anh em. Ô thì có mười mấy ngàn thôi. Xe thì lên được cái bô anh em ạ. Và chống gãy tay thắng và tay côn và một số ốc titan đó. Nói chung là lên những cái gì thì mình sẽ báo cáo với anh em. Trước tiên là chúng ta cứ đi sơ bộ một vòng nha, một vòng để xem cái kiểu dáng của nó. Xe thì đang lổ máy anh em ạ. Con này thì dành cho mấy anh em nào tầm mét cỡ mét sáu mấy, mét sáu hai cho ba là đi được rồi nhá. Dòng Z3 là dòng của người Nhật. Kawasaki thì dòng Kawasaki của người Nhật thì nó không có được cao lắm anh em ạ. Nói chung là nó sẽ thiết kế cái yên rất là thấp nên là mấy anh em tầm mét sáu mấy ok ngồi được nha anh em. Cho anh em nghe máy lại bao êm luôn. Nãy giờ quay là lổ máy đấy anh em ạ. Dòng này thì khỏi phải bàn anh em ạ. Rất là êm. Tôi sơn đây. Chống đổ nha. Chống đổ luôn nè. Titan đây anh em nhìn này thấy không? Đủ các loại titan luôn. Cũng vài triệu anh em ạ. Đây cái bô đây. Giả zin nhá, nhìn y chang bô zin anh em ạ. Bô zin thì vẫn còn nhá, anh em nào mua thì sẽ tặng anh em cái bô zin nhá. Bô này là tặng luôn. Đó. Xe 27 nha anh em. Con này đang bán với giá là 94.500.000. Để đây lổ máy cho anh em luôn. Con này thì có ABS nha. Giá đấy thì có bao túi hồ sơ luôn ở đó anh em ơi. Ốc titan này anh em nhìn thấy không? Nhiều phết đấy. Đấy, nước sơn đây. Đây, bát bát điện thoại này. Chống gãy tay côn này. Chống gãy tay thắng này. Đây nha. 13.000. Tất cả mọi chức năng điện đề đèn còi ABS tất cả hoạt động đầy đủ nha anh em, không thiếu một chi tiết nào hết. Đây đồ đây, 13.000 nha. Ok. Anh em thấy đẹp chưa? Đồ chơi gì? À đây còn cái này nữa. Đây. Chắn gió này. Và bốn ốc titan luôn. Đèn trợ sáng này. Nói chung là đồ chơi cơ bản là có đầy đủ hết rồi nhá. Anh em nào mà mua con này thì không phải lên nữa vì đồ chơi cơ bản đầy đủ hết rồi. Ok. Mình chi tiết lại nhá. Z3 2017. Ô đồ có 13.000 thôi anh em ạ. Lên một mấy cái đồ chơi cơ bản bô này. Bảo vệ tay thắng, đèn trợ sáng, chắn gió này, chống đổ, nói chung là mấy cái cơ bản là lên rồi nhá. Hiện tại cửa hàng đang bán con xe này với giá là 94.500.000. Bao rút hồ sơ cho anh em luôn nhá. Bảo hành máy móc cho anh em mấy tháng chơi luôn. Anh em nào thích thể loại này thì alo cho mình nhá, 0974847553. Địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Anh em thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nha. Tạm biệt anh em nha.